Tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, thì thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, ông Mario Draghi khẳng định ECB có nhiều công cụ để thúc đẩy lạm phát vốn đang ở mức rất thấp. Trong cuộc họp chính sách diễn ra mới đây, ECB giữ nguyên mức lãi suất và chương trình thu mua trái phiếu. Tuy nhiên, ông Draghi cũng nói thêm rằng có thể sẽ cân nhắc tăng cường chương trình kích thích kinh tế này vào cuộc họp kế tiếp diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, ông Draghi khẳng định ECB có quyết tâm và sẵn sàng áp dụng nhiều công cụ nhằm hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy lạm phát khu vực. Ông Draghi không nói cụ thể ECB sẽ áp dụng biện pháp gì. Hiện tại, mức lạm phát của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone chỉ đạt 0,2%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 2% của ECB. Trước đó, tại cuộc họp chính sách vào ngày 3 tháng 12, ECB đã tăng cường chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng lên 60 tỷ euro, thời hạn kéo dài đến tháng 3 năm 2017, đồng thời cắt giảm lãi suất tiền gửi từ âm 0,2% xuống âm 0,3% nhằm thúc đẩy chi tiêu và vay mượn.